Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Ngành Việt Nam. Trước đây thì mình đã có những video chia sẻ đến cho các bạn những cái mẫu laptop văn phòng này, laptop gaming và laptop gaming cao cấp. Nhưng mà nó cũng sẽ chỉ là những cái phiên bản laptop rất là thông thường mà thôi. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một mẫu laptop, nó là phiên bản giới hạn. Đó chính là chiếc MSI P65 mà mình mới được MSI gửi sang cả một cái thùng to như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đập hộp chiếc MSI P65 phiên bản giới hạn để xem rằng là nó sẽ có những gì đặc biệt ở trên đây nhá. Bên trong chúng ta sẽ có ở đây một cái hộp gỗ nữa và được bao quanh bằng hai cái mút rất là lớn để có thể là đảm bảo cho cái laptop này nó không bị va đập và hư hại trong quá trình mà chúng ta vận chuyển. Để xem là cái chiếc laptop của chúng ta nó đâu. Đó. Đùa các bạn tí thôi. Thực ra là mở ra bên trong thì vẫn chưa thấy được cái laptop đâu, bởi vì nó vẫn nằm trong một cái lớp bảo vệ như thế này. Chúng ta sẽ cùng nhau lấy cái phụ kiện của nó ra trước. Thì ở đây mình sẽ quay ra đến hướng của các bạn nhé. Chúng ta sẽ có ở bên dưới này, đó là sợi dây để có thể cắm sạc này. Và cái chuẩn này là chuẩn 3 chân. Thế nên nếu như các bạn muốn sử dụng ở thị trường bên nào chúng ta, các bạn sẽ có thêm một cái ổ convert từ cái 3 chân này sang 2 chân. Và ở đây chúng ta sẽ có một cục sạc rất là lớn. Và cái cục sạc này thì nó sẽ có cái nguồn ra là 19,5V và 9,23A. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta trong video ngày hôm nay, đó chính là chiếc MSI P65 ở đây. Thì cái cảm nhận đầu tiên của mình về chiếc máy này đó là mỏng và nhẹ. Và về cái thiết kế của nó thì các bạn có thể thấy ở đây, khi mà mình mở lên này, chúng ta sẽ có một cái phần nắp bên trên này được làm phẳng chứ không có bất kỳ một cái đường gân nào gồ ghề lên, để tạo cho chiếc máy một cái đường nét nó thanh mảnh và nó lịch lãm để phù hợp với những đối tượng là doanh nhân cũng như là những bạn designer. Và các bạn có thể thấy rằng cái chiếc MSI P65 này nó cũng sẽ có một cái tông màu nó khác biệt hoàn toàn với những sản phẩm khác của MSI. Với những sản phẩm thông thường của MSI thì các bạn có thể thấy rằng cái tông màu chủ đạo của nó sẽ là đen phối hợp với những chi tiết màu đỏ và logo dòng màu đỏ. Nhưng với cái chiếc MSI P65 này thì nó sẽ được trang bị lên mình một cái tông màu chủ đạo là màu trắng, và cái logo rồng ở đây chúng ta cũng sẽ có cái logo nó hơi ánh vàng một chút. Thì có thể là MSI muốn phân biệt cái mẫu sản phẩm limited của mình với những cái sản phẩm thông thường. Các chi tiết cấu thành lên chiếc máy này của chúng ta sẽ chủ yếu là từ kim loại. Chúng ta sẽ có ở đây là 5 hốc tản nhiệt, bao gồm là một hốc ở giữa, hai hốc hai bên và hai hốc ở bên cạnh trái và bên cạnh phải. Ở bên cạnh trái chúng ta sẽ có ở đây đó là cổng mạng RJ45. Chúng ta sẽ có hai cổng USB 3.1 tai A và chúng ta sẽ có luôn cả hai cổng 3.5. Một cổng sẽ đóng vai trò làm tai nghe và một cổng còn lại sẽ là cổng mic. Bên cạnh phải của máy chúng ta sẽ có thêm một cổng USB 3.1 TA, cổng USB Type-C hỗ trợ Thunderbolt 3 giúp cho chúng ta có thể là xuất hình ảnh lên đến 4K. Chúng ta sẽ có cổng mini DisplayPort, chúng ta có cổng HDMI và cuối cùng đó là cổng sạc là không thể thiếu. Như vậy là ở trên chiếc MSI P65 này của chúng ta cũng gần như là đầy đủ tất cả các loại cổng kết nối rồi, giúp cho các bạn có thể là thoải mái hơn khi mà đi ra ngoài kết nối với các thiết bị ngoại vi như USB hay là chuột cũng dễ dàng hơn. Và với lợi thế là cổng USB Type-C có hỗ trợ Thunderbolt 3, thế nên chúng ta có thể là xuất hình ảnh ra 3 màn hình thông qua cổng USB Type-C, thông qua cổng mini DisplayPort và thông qua cổng HDMI. Chúng ta sẽ có ở đây cái phần bản lề với độ cứng mình đánh giá nó nằm ở mức khá, khi mà mình có thể dễ dàng mở nó lên bằng tay hay là trong quá trình sử dụng mình có thể lắc thì cái phần bản lề này, cái màn hình này nó cũng sẽ không bị gập xuống. Thì đây là một trong những điểm mình đánh giá rất cao trên chiếc MSI P65. Màn hình cũng sẽ là một điểm mạnh của chiếc MSI P65 Creator, khi mà chúng ta sẽ có 3 viền được làm mỏng, thế nên kích thước tổng thể của chiếc máy nó sẽ được làm nhỏ gọn hơn. Nó chỉ tương đương với những chiếc laptop cỡ 14 inch với viền dày thông thường. Và màn hình của chiếc P65 này sẽ là tấm nền IPS đều được cân chỉnh sẵn trước khi xuất xưởng để đảm bảo có độ chính xác màu cao. Ngoài ra nó cũng được trang bị thêm MSI True Color giúp cho chúng ta có thể dễ dàng thay đổi các chế độ màu tùy theo từng mục đích mà chúng ta sử dụng. Độ bao phủ các dải màu của tấm nền cũng đạt trên 72% NTSC và 99% sRGB, được phủ thêm lớp mesh chống chói và góc nhìn rộng trên 170 độ từ các phía. Và một điểm nữa đó là màn hình này cũng mang lại cho chúng ta tần số quét lên đến là 144Hz, mang lại những trải nghiệm rất là mượt mà khi mà chúng ta sử dụng. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần bàn phím của chiếc máy này. Thì tất cả các khu vực bên dưới này chúng ta sẽ đều có màu trắng, bàn phím và bàn rê chuột cũng sẽ đều là màu trắng. Nó tạo ra một cái cảm giác nó đơn giản và thanh mảnh. Và cái bàn phím này của chúng ta cũng sẽ có đèn LED hắt lên, nhưng đèn nó sẽ chỉ là đèn màu trắng mà thôi chứ không phải là đèn RGB. Về trải nghiệm bấm phím thì mình thấy cái bàn phím này mang lại cho mình cảm giác phím gõ tốt và chính xác, không bị gặp hiện tượng là gõ sai trong quá trình sử dụng. Nhưng hành trình phím của chiếc máy này thì nó hơi ngắn, chỉ nằm trong khoảng là 1,6mm. Thế nên nếu như trước đây các bạn đã sử dụng quen những chiếc laptop có hành trình phím dài cũng như là phím nó quá là đơn giản đi, thì các bạn sẽ phải mất một khoảng thời gian khá lâu để có thể là làm quen được với cái hành trình phím của chiếc MSI P65 Creator này. Bàn dê của chiếc MSI P65 sẽ có kích thước trung bình, không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ. Bề mặt bàn dê nhám mịn, cảm giác vuốt tốt,
ít bám lại mồ hôi và dấu vân tay. Hai phím chuột được tích hợp bên dưới bàn dây cũng khá là dễ bấm. Và trên đây chúng ta sẽ thấy có một cái chấm đen đen, có lẽ các bạn đang thắc mắc nó là cái chấm gì, thì đây chính là cái vị trí của cảm biến vân tay một chạm. Trên những chiếc laptop khác thì các bạn có thể thấy rằng là thông thường cái vị trí vân tay một chạm nó sẽ nằm tách biệt ra khỏi khu vực bàn dê, nhưng trên chiếc P65 này thì nó lại được tích hợp ngay bên trong bàn dê. Từ đó nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là tối giản lại được cái thao tác để mở máy. Ví dụ nhá, các bạn sẽ mở máy lên, các bạn sẽ đặt vân tay vào đây và các bạn sẽ sử dụng luôn cái bàn dê, chứ các bạn không mất một cái thao tác đó là đưa tay ra bên ngoài xong rồi lại đưa tay vào bàn dê. Thì đó cũng là một trong những cái mà MSI đã tối ưu hóa lại để giúp chúng ta có thể sử dụng được chiếc máy này dễ dàng hơn. Về cấu hình của chiếc MSI P65 Cluster mà mình đang có ở đây thì nó sẽ được sử dụng con chip Core i7 thế hệ 8 8750H 6x12 luồng. Chúng ta sẽ có 16GB DDR4 với bus là 2666, và card đồ họa trên chiếc máy mà mình đang có ở đây nó sẽ là GeForce GTX 1070 Max-Q Design với cái dung lượng RAM là 8GB. Sau khi mà nghe mình nói về cấu hình của chiếc máy này thì có lẽ sẽ có rất nhiều bạn liên tựa đến việc chơi game trên chiếc máy này nó sẽ rất là mượt mà với những tựa game như là PUBG Max Setting hay là Liên Minh Huyền Thoại Max Setting, FIFA Online 4 Max Setting. Nhưng không, thực ra cái chiếc máy này chúng ta sẽ không sinh ra là để chơi game, mà nó sinh ra là để dành cho những doanh nhân cũng như là những bạn thiết kế đồ họa, những bạn designer. Mình cũng đã dùng thử chiếc máy này để dựng thử một project video thì cái tốc độ khi mà xuất video của nó ra làm cho mình rất là ấn tượng. Nó khá là xem với cái bộ PC mà mình đang sử dụng, thì đấy là một trong những cái điểm mạnh mà mình đánh giá rất cao về cấu hình và hiệu năng của chiếc MSI P65, mặc dù nó là một chiếc máy laptop có cái thân hình rất là nhỏ gọn. Và trong quá trình render, mình đã sử dụng phần mềm Hardware Monitor để có thể là đo nhiệt độ trên con CPU của chiếc máy này, thì các bạn có thể thấy rằng nhiệt độ nó sẽ chỉ dao động từ khoảng 80 cho tới 82 độ, 84 độ, có những lúc thì nó sẽ nhảy lên 92 độ nhưng nó lại nhảy về luôn. Thì đó là một cái mức nhiệt độ mà mình thấy nó khá là lý tưởng cho một chiếc laptop mỏng nhẹ. Để đạt được điều này có lẽ nó đã nhờ đến cái hệ thống tản nhiệt đó là Cooler Boost Trinity, với hệ thống 3 quả tản nhiệt và 4 ống đồng dẫn nhiệt giúp cho chiếc máy có thể là tỏa nhiệt tốt hơn trong cái quá trình mà chúng ta render. Về cái thời lượng pin của chiếc máy này thì nó sẽ có viên pin với dung lượng là 82Wh và MSI nói thời lượng của nó có thể đạt được đến 9 tiếng. Dĩ nhiên thì đó vẫn sẽ là cái thời gian sử dụng pin nếu như các bạn sử dụng nó với những cái tác vụ nhẹ nhàng mà thôi. Còn nếu như các bạn sử dụng chiếc máy này với những tác vụ như là dựng phim hay là sử dụng với những ứng dụng yêu cầu cái hiệu suất đồ họa cao thì cái thời lượng pin nó sẽ còn bị rút ngắn. Âm thanh cũng sẽ là một cái điểm mà mình đánh giá cao trên chiếc MSI P65 này, khi mà cái phiên bản giới hạn chúng ta sẽ được trang bị thêm âm thanh chuẩn Hi-Res Audio. Và theo cái trải nghiệm của mình về âm thanh của chiếc máy này thì nó sẽ có một cái sự cân bằng giữa âm bass và âm chép, âm lượng của nó cũng khá là lớn. Nói chung những cái trải nghiệm của mình về âm thanh của chiếc máy này nó rất là đã. Và trên đó là những chia sẻ của mình về chiếc MSI P65 phiên bản Wide Limited Edition. Và các bạn nghĩ sao về chiếc máy này, xin mời comment để lại ý kiến các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Mình thì mình quá là thích chiếc máy này rồi, nhưng mà có lẽ là điều kiện kinh tế hạn hẹp cũng như là cái số lượng của nó không hề nhiều, thế nên rằng sẽ rất khó khăn để có thể mua được nó. Các bạn cảm thấy thích, đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.